nằm ở vùng núi Lương Sơn thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Lăng mộ của Võ Tắc Thiên được coi như khu vực bất khả xâm phạm, dù rất nhiều lần bị những kẻ trộm mộ nhòm ngó. Võ Tắc Thiên hay Võ Hậu là một phi tần của đường Thái Tông Lý Thế Dân. Trải qua nhiều biến cố trong lịch sử, bà trở thành hoàng đế duy nhất của triều đại Võ Chu và là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Bà cũng là vị nữ hoàng gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử quốc gia này. Sau khi băng hà, Võ Tắc Thiên được chôn cất ở vùng núi Lương Sơn, thuộc tỉnh Thiểm Tây phía tây bắc của Trung Quốc. Lăng mộ nằm ở Càn Lăng, công trình kiến trúc đời Đường, vốn là nơi an táng của hầu hết các thành viên trong hoàng tộc nhà Đường. Bên cạnh ngọn đồi an táng chính và lăng mộ dưới lòng đất, công trình còn có 17 lăng mộ nhỏ hoặc mộ tùy tùng. Trong khuôn viên của Càn Lăng là 103 bức tượng đá, trong đó 61 tượng bị mất đầu vì nhiều nhát chém. Đến nay, nguyên nhân lý giải những bức tượng bị mất đầu vẫn còn là bí ẩn trong giới sử học Trung Quốc. Đi sâu vào bên trong, người ta sẽ thấy một tấm bia khổng lồ với chiều cao 7,5m, chạm khắc hình đầu rồng nhưng lại không khắc bất cứ dòng chữ nào. Lý giải về tấm bia không chữ, các nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng công đức của Võ Tắc Thiên quá lớn, không chữ nào mô tả hết. Số khác lại nhận định dù Võ Tắc Thiên là người tài năng nhưng cũng nhiều tật xấu. Bà khó lòng luận định giữa công và tội nên bia mộ để chống cho người đời tự đánh giá. Lịch sử Trung Quốc từng ghi nhận nhiều vụ lăng tẩm, bị kẻ trộm mộ đánh cắp của cải. Tuy nhiên, chưa kẻ gian nào có thể xâm nhập được vào Càn Lăng. Cuộc trộm mộ nổi tiếng nhất phải kể tới vụ Do Hoàng Sào, thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa năm 874-884 cuối thời Đường, thống lĩnh hàng trăm nghìn binh sĩ tới đào mộ ở Càn Lăng. Tài liệu cổ ghi lại cho thấy, suốt 3 tháng trời đào bới gần như san phẳng quả núi, nhưng nhóm trộm mộ không tìm thấy lối vào của Càn Lăng. Các nhà khảo cổ ngày nay cho biết, đạo quân này tuy đông đảo nhưng không thông thuộc địa hình của Càn Lăng nên đã đào sai, dẫn tới việc trở về tay không. Đến Ngũ Đại Thập Quốc 907-960 là một giai đoạn trong lịch sử Trung Quốc, kẻ trộm mộ nổi tiếng có tên Ôn Thao đã tổ chức đội quân tới cướp mộ. Nhưng khi đội quân tiến gần vào Càn Lăng, trời nổi mưa gió dữ dội. Cả nhóm rút quân, bất ngờ lại thấy trời quang mây tạnh. Sau 3 lần xảy ra liên tiếp như vậy, đội trộm mộ của Ôn Thao hoảng sợ, không dám tiếp tục manh động. Vậy lăng mộ của Võ Tắc Thiên có gì đặc biệt khiến không ai có thể xâm phạm? Nhiều đoàn chuyên gia đã tới đây khảo sát và phân tích. Họ phát hiện, bức tường ở Càn Lăng được người xưa xây bằng gạch đá rắn chắc. Những khe hở được lấp kín bằng thiếc. Kết cấu này khiến công trình liên kết chặt chẽ. Ngoài ra, Càn Lăng lại nằm ở giữa sườn núi, khiến ngọn núi như áo giáp bảo hộ giúp bảo vệ lăng mộ. Nhờ nhiều tầng bảo vệ giúp che giấu lối vào thực sự của Càn Lăng. Đến nay, mộ phần của Võ Tắc Thiên vẫn chưa được khai quật. Năm 2012, đại diện Cục Di sản và Văn hóa Thiểm Tây từng đưa ra tuyên bố ít nhất trong vòng nửa thế kỷ sẽ không tiến hành bất cứ cuộc khai quật nào tại đây. Ngày nay, Càn Lăng thu hút lượng lớn khách tham quan nhưng chưa bị khai quật nên được coi là một trong những lăng mộ bí ẩn của lịch sử Trung Hoa. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.